Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tàn Tiếng Giọng Hát. Hãy cùng gặp gỡ các nhà đấu giá trong đêm đấu giá hôm nay. Nhà đấu giá số 1, nghệ sĩ Chí Tài. Nhà đấu giá số 2, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Nhà đấu giá số 3, ca sĩ Ngọc Liên. Nhà đấu giá số 4, ca sĩ Dư Triệu Vũ. Nhà đấu giá số 5, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Và cùng chào đón người điều khiển cuộc đấu giá hôm nay, ca sĩ diễn viên Bạch Công Khanh. Bạch Công Khanh thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sang Chiến Giọng Hát. Chương trình Sàn Chiến Giọng Hát do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega GS thực hiện, được phát sóng vào lúc 21:15 thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Và trong thời gian vừa qua, rất vui bởi vì chương trình Sàn Chiến Giọng Hát đã nhận được rất nhiều những sự yêu thương và quan tâm cũng như là ủng hộ của tất cả quý vị khán thính giả. Và ngày hôm nay đến với Sàn Chiến Giọng Hát, tất cả chúng tôi sẽ đấu giá vì một giọng hát đẹp của bạn. Những nhà đấu giá đã sẵn sàng cho cuộc chiến đêm nay. Ai sẽ là người chiến thắng trong đêm nay? Luật đấu giá. Mỗi nhà đấu giá có 30 triệu đồng để bắt đầu cuộc chiến, sử dụng cho 4 vòng đấu giá. Thời gian giảm dần ở mỗi vòng đấu giá: 90 giây, 60 giây, 30 giây, 15 giây. Khán giả trường quay bình chọn cho mỗi giọng hát. Giọng hát với nhiều bình chọn nhất của đêm thi sẽ giành chiến thắng. Nhà đấu giá sở hữu giọng hát chiến thắng sẽ nhận được số tiền còn lại sau cuộc đấu giá. Giọng hát nào sẽ giành chiến thắng trong đêm nay? Hãy đoán xem nào. Ngay bây giờ hãy cùng Bạch Công Khanh gặp gỡ và giao lưu với ban đấu giá trong ngày hôm nay. Khanh xin chào anh Chí Tài, Khanh xin chào chị Hồng Vân, Khanh chào anh Kim Tử Long, Khanh chào anh Dương Triệu Vũ và cuối cùng là Khanh xin chào chị Ngọc Liên. Ngày hôm nay ca sĩ Ngọc Liên có thể được xem là một khách mời, bởi vì sao? Bốn nhà đấu giá còn lại được xem là kỳ cựu so với chương trình này. Còn chị Ngọc Liên, đây chỉ mới là lần thứ hai mình quay trở lại thôi. Nhưng thường cái sự quay trở lại là phải lợi hại hơn xưa. Khanh nói như vậy chị có đồng ý không ạ? Không biết đồng ý không, nhưng mà lúc nãy Liên nghe chị Vân rồi anh Chí Tài giống như là Vũ nói là mùa này anh Kim Tử Long vẫn bất diệt. Áp đảo kinh khủng khiếp luôn. Chị nói cho em biết Liên à, em có, mình có 4 cây chụm lại cũng không quánh nổi ổng. Cũng 4 cây chụm lại triệt ổng mà triệt không nổi. Ổng triệt lại luôn. Cho nên thôi bây giờ buông đi, kệ nó đi. Bây giờ mình đổi chiến lược là chúng ta sẽ làm sao để mình không thắng. Đúng rồi. Để cho một mình anh Long thắng hết mùa này luôn. Yes. Để mùa thứ ba anh không còn được mời lại nữa. Đúng rồi. Tại vì sao biết ông, khán giả cứ mở truyền hình lên là ý, ông Long thắng đó. Anh Long chuẩn bị thắng nè. Ông Long thắng ăn đâu còn gì hấp dẫn nữa. Còn gì là ngạc nhiên. Theo anh thì trong một cái cuộc đấu nào thì cũng phải có kẻ thắng người thua. Dạ. Nhưng mà trong sàn chiến giọng hát này, Long hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ cùng chung tay với Long để tìm ra những giọng hát hay. Còn đối với Long thắng thua thì cái điều đó không quan trọng. Vì dạ, cuối cùng quan trọng là Long quan trọng thắng. Long thắng thôi. Cái quan trọng là cuối cùng Long về vẫn trắng tay. Tại có nhiều tiền cứ đấu trơn trọi rồi. Nhưng mà nói chung ở đây á, dạ, là Liên là khách mời hôm nay là Liên là bị động nhất. Dạ. Bởi vì hồi nào giờ ở ngoài á, ai cũng biết Liên là một người rất là bị động và không có nhiều chiêu trò. Cho nên là nhưng mà không sao chị Liên, xui đi. Đến với chương trình này Khanh công nhận là phải có chiêu trò, phải có một chút xíu mánh khóe thì mình mới giành được người chơi. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cảm nhận âm nhạc bằng trái tim. Và chỉ có những giọng hát thuyết phục được tình cảm của khán giả mới là người chiến thắng. Và ngay bây giờ, trước khi chúng ta thưởng thức giọng hát của bốn người chơi ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một tiết mục rất đặc biệt do chính chị Ngọc Liên gửi tặng. Wow. Trăng hoa hỡi bao kỷ niệm ấu thơ, gọi tình về trong thương nhớ.
đâu thề. Có một ngày rời xa, chia lẻ vương vấn cứ đi theo cuộc đời ta. Mỗi tình đầu vẫn luôn mãi thế thôi, bồi hồi trong tim mãi về sau một câu chuyện tình lứa đôi. Chúng ta vừa thưởng thức một ca khúc nhạc ngoại lời Việt của Khúc Lan. Ca khúc được mang tên Mỗi Người Một Giấc Mơ với sự biểu diễn của ca sĩ Ngọc Liên cùng với phần minh họa của vũ đoàn Number One. Và bên cạnh đó có sự xuất hiện phụ diễn của Yuzuno, là một trong số những giọng hát gây ấn tượng đẹp ở mùa 1 của sàn chiến giọng hát. Và vừa rồi chúng ta đã được thưởng thức một món quà rất là đặc biệt. Và bây giờ tất cả đã sẵn sàng, hãy cùng bước vào sàn chiến giọng hát ngày hôm nay thưa quý vị. Cùng lắng nghe một bài hát do bốn người chơi ngày hôm nay trình bày. Xin mời. Nhớ khi xưa còn thơ, tuy thường thầm nhìn nhau cứ lặng câm. Chuyện tình yêu ban đầu, mấy ai may mắn chung nhịp cầu. Nàng đội hoa theo chồng, nước mắt tôi rất bên bờ sông. Đúng không ạ? Ra là dữ dội lắm rồi đó. Ca khúc Gặp Nhau Làm Ngơ. Wow. Không biết các nhà đấu giá nghe ca khúc vừa rồi ấn tượng với vị trí nào nhất ạ? Trong này có hai giọng cực kỳ kinh khủng. Một là giọng nữ rất sáng và một là giọng nam rất dày. Nhưng mà mình không biết là nữ nào và là nam nào. Mà cái giọng nam á, có một cái chất giọng rất là đặc biệt luôn á. Nó ngang ngang mà nó lạnh lạnh mà đúng rồi. Nó rất là kiểu mà lãng tử. Không bị ủy mị. Nó lãng tử lắm mà như là người Bắc mà hát hay sao. Em cũng đồng ý với Vũ là một cái giọng nữ nó sáng lắm. Bởi vì nghe là mình bật lên mình ấn tượng liền. Nhưng mà bây giờ phải coi mặt bắt hình dong mới biết. Thôi bây giờ mình xem mặt nha. Tất cả chúng ta cùng đến với vị trí số 1. Và vị trí số 2. Cùng tiếp tục với vị trí số 3. Trời ơi, em Tài ơi. Sao giờ? Và vị trí số 4. Đây là đúng lãng tử luôn nè chị. Trước mắt chúng ta là bốn người chơi sẽ tranh tài trong đêm nay. Nhìn trang phục, trời ơi, nữ thì quá đẹp, nam thì đầy bí ẩn. Có một anh là chuyên đi săn ảnh nữa chưa. Trời ơi, bây giờ mình chọn đi ạ. Mình chọn vị trí nào mình đấu giá trước nè. Biết chí Tài chọn ai rồi nó. Anh Tài, anh chọn ai ạ? Anh Tài chọn số 1 đúng không ạ? Anh Long, anh Long chọn ai ạ? Nay tôi nhường mọi người chọn. Rồi anh nhường mọi người. Anh Vũ ơi, anh Vũ chọn ai ạ?
Anh nhường cho anh Tài. Rồi, nhường anh Tài là số 1. Chị Vân ơi, chị Vân chọn ai à? Chị nhường cho anh Long. Nhường cho anh Long là anh Long không chọn. À, chị Liên. Vậy thôi, số đông, nhường anh Tài đi. À, chúng ta cùng đến với vị trí số 4. Nó lại có chuyện này xảy ra. Anh thấy không? Ở đây MC, MC là trên hết anh. Mình chọn chỉ là cho vui thôi. À. Trước mặt chúng ta là một chàng trai rất bí ẩn. Lạnh lùng. Ẩn sâu cặp kính đen là một đôi mắt rất sâu. À, ba dữ kiện của anh ấy là: thứ nhất, quan, quan không gờ. Thứ hai, hội chợ. Thứ ba, 27 triệu. Nếu như tên quan mà vô đội của Tài nữa thì không được. Không nên. Không nên. Dứt khoát là không nên làm cái chuyện đó nghe. Trời ơi, sao Vũ nghĩ ra được hay vậy? Anh Tài, hợp hợp. Vô đội tôi là phải hát bài Người Về Từ Lòng Đất. Tiếp tục ạ, hội chợ đi, hội chợ đi nè. Hội chợ là bạn này chuyên đi hát hội chợ. Đúng. Cũng chưa chắc anh Long ơi. Hay là bán đồ ăn trong hội chợ? Không đâu, đi hát rồi, đi hát trong hội chợ. Cái nhiều. Thứ ba được, 27 triệu. Lương tháng 27 triệu. Có lẽ là cái món tiền đầu tiên mà bạn làm được là nó 27 triệu. Dạ. Cho nên là mới nhớ con số đó đúng không? Nhưng mà ba cái điều đó nó có liên quan gì đến giọng hát hay? Chưa liên quan lắm. Em nghĩ là bạn này là hay diễn ở trong hội chợ để mà trau dồi cái nghề nghiệp của mình. Dạ. Còn cái con số 27 tức là cái số tiền mà bạn đã làm được, dành dụm và cho được cha mẹ từ trước tới giờ, từ nhỏ tới lớn. Món quà đầu tiên. Món quà dành cho cha mẹ là 27 triệu. Món quà đầu tiên. Chứ ai mà món quà từ nhỏ tới lớn cho được 27 triệu. Lúc mà đi làm á chị. Món quà đầu tiên dành cho cha mẹ. Tức là cái sự dành dụm á, nó được nhiều đó. Và cái con số đó nó không phải là con số chẵn, nhưng mà nó là hết cái tấm lòng của bạn. Còn cái quan là cái gì? Hoặc là dòng dõi nhà bạn này là làm quan trong triều đình ngày trước. Hồi xưa đó. Chúng ta đấu giá nha. Tất cả sẵn sàng đến với phiên đấu giá thứ nhất. Thưa quý vị, phiên đấu giá đầu tiên, thời gian chúng ta có là 90 giây và giá trị tiền khởi điểm là 500.000 đồng. Mỗi lần gia tăng, chúng ta chỉ được phép tăng thêm 500.000 đồng. Tuy nhiên, nếu như 90 giây vẫn chưa kết thúc nhưng không có bất kỳ một số tiền nào cao hơn được đưa ra, thì chúng ta sẽ chốt ở số tiền cao nhất ở thời điểm đó sau 3 lần gọi. Thưa quý vị, tất cả đã sẵn sàng. 90 giây. Bắt đầu. 500. Anh Vũ 500. 1 triệu. 1,5 triệu. 1,5 triệu. Chị Ngọc Liên 1,5 triệu. 2 triệu. Anh Vũ 2 triệu. 2,5 triệu. 3 triệu. Anh Vũ 3 triệu. 3,5 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 4,5 triệu mới được. 4 triệu. Chị Ngọc Liên 4,5 triệu. 5 triệu. 5 triệu anh Dư Vũ. Thêm đi ạ. À. Ít quá. 5 triệu à. 5,5 triệu. 5,5 triệu anh Dư. 6 triệu. 6,5 triệu. 7 triệu. Chị Ngọc Liên 7 triệu. 7,5 triệu. Chị Ngọc Liên 7,5 triệu. 8 triệu. 8,5 triệu. 8,5 triệu. 9 triệu. Anh Chí Tài 9 triệu. 9,5 triệu. 9,5 triệu anh Chí Tài bổ. Anh Chí Tài có lên không ạ? 10 triệu. Anh Chí Long 10 triệu. 10,5 triệu. 10,5 triệu. 11 triệu. 11 triệu. Chị Ngọc Liên lên đi ạ, lên đi ạ. Quá thấp. 11 triệu quá thấp. 11,5 triệu. 11,5 triệu. 12. 12. 12,5 triệu. 13. 13,5. 13,5. 14. 14. 14,5. Anh Dương Chị Vũ 14. 15. Anh Chí Tài 15. 15,5. 16. 16,5. 16,5. 17. 17,5. 17,5. 18. 18,5. 19. 19,5. 19,5. 19,5. 20. 20. 20,5. 20,5. 21. 21. 24,5. 22. 22,5. 23. 23,5. 24 triệu. 24,5. 25. 25,5. Chúc. Rốt cuộc Quang cũng về với Tài. Người chiến thắng đó chính là anh Chí Tài, 25,500,000 đồng. Người ta cứ nghĩ tôi là thích phụ nữ. Tôi chọn bỏ hết, gần hết số tiền 30 triệu tôi ra. 25,5 triệu mà đâu phải ít ỏi gì. Để làm gì? Để tôi sẽ ngồi không? Tôi có dư giờ. Tôi tha hồ, tôi chiêm ngưỡng cái cô số 1 và cái cô số 3. Mấy người đó tưởng là thắng gì vui vẻ. Tôi là người vui nhất nè. Tiền không thành vấn đề, đôi khi tình mới quan trọng. Anh ơi, anh không nghe lời dặn của em chút nào hay sao vậy anh? Anh Tài ơi, anh Tài, em đã thế cho anh rồi, anh còn ráng vô quan tài nữa. Khanh công nhận là anh cố tình sở hữu được giọng hát này. Chữ kiện thôi chứ không phải ông tên là Quang đâu. Bây giờ
chúng ta sẽ lắng nghe giọng hát của người chơi ở vị trí số 4. Xin mời bạn. Nhau vì đây đừng đổi chi ân tình xưa, người giàu sang quên mất khi cửa hàng tình nghĩa thâm sâu vội mau, lòng quặn đau thế nhân xa rồi. Quý vị vừa thưởng thức một liên khúc gồm hai bài hát nhạc ngoại lời Việt của Jimmy Nguyễn, ca khúc Tình Xưa Nghĩa Cũ 2 và Tình Xưa Nghĩa Cũ 1. Wow. Qua tiếng hát của Lưu Chấn Long. Wow. Cái giọng bạn này có một cái sự đặc biệt, đó là rất là đời. Vâng ạ. Hát là mình cảm giác được là đúng là kể cái câu chuyện đó chứ không bị giả tạo hay màu mè. Tức là có thể là bạn đã từng trải qua những cái chuyện này rồi, cho nên là bạn giúp đang kể lại mọi người về câu chuyện của chính mình chứ không phải là hát một bài hát. Rút từ hơi đăng điền lên hát quá hay. Và cái quan trọng hơn nữa là bạn ấy hát có hồn lắm. Bây giờ chúng ta đến với ba dữ kiện nha. Đầu tiên là Lưu Chấn Long sẽ tội chia sẻ cho ông về Tài từ... Tài ông nói một câu gì đi. Lâu lâu ông mới mua được một giọng mà bắt ông câm họng à. Anh nói đi anh. Chị rất là tâm lý. Đầu tiên mà xài 25,5 triệu, sợp quá. Tôi chưa nói thì bốn người nhào vô nói hết rồi. Chỉ có anh nói cho em nghe. Nghe. Bây giờ anh mới thấy em cười. Hồi nãy em đứng em đeo kiến em không có một nụ cười. Thật ra em cười rất là đẹp. Đây là một cái sự may mắn của anh từ đó giờ. Lần đầu tiên anh mới được sở hữu một giọng hát với số tiền không ít đâu. 25 triệu đó. 25,5 triệu lần ạ. Bởi vậy nãy bạn tới bạn hát cái đúng một cái câu mà anh nói tiền là giấy mà chỉ cho anh là em mắc cười nhất đó. 25,5 triệu đó. Thành ra quý vị ơi. Nhớ khi bấm phải suy nghĩ cho kỹ. Nghe. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với ba dữ kiện của Lưu Chấn Long.
Đầu tiên, Lưu Chấn Long hãy chia sẻ về từ quan. Dạ, lần đầu tiên cho phép em xin gửi tới quý anh chị ban đấu giá cũng như tất cả quý vị đang có mặt tại trường quay hôm nay một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Và cái giọng cũng ấm nữa thì chưa. Dạ, ở đây chữ quan, quý vị nãy giờ đoán rất là đúng, quan là quan tài ạ. Dạ. Tại vì ngày xưa lúc em nghỉ học xong thì em có đóng quan tài một thời gian với bên ngoại của em. Dạ. Lạnh cả người không anh? Bớt cái máy lạnh lên chung, sao lạnh quá. À, đó là một công việc trong quá khứ. Dạ đúng rồi. Khi mà em trước khi em lên thành phố để mà lập nghiệp thì thời gian đó em đóng quan tài với cậu của em. Dạ. Ý trời rồi. Ý trời. Định mà sắp xếp một việc trời. Trước khi đi hát thì mình có trải qua những cái công việc khác không? Dạ có. Nói chung cuộc sống của em rất là nhiều cái sóng gió quý vị. Em mà từng đi ở ngoài biển hàng tháng ở ngoài đó. Mỗi lần mà em nhớ một cái kỷ niệm nhất đó, đó là tối giao thừa. Lúc đó là tất cả mọi người đều chuẩn bị đón giao thừa. Anh em của tụi em ở trên ghe chuẩn bị soạn đồ lên cúng giao thừa. Thì sóng đánh một cái, nói chung là nguyên cái mâm cúng chè xôi đó đổ xuống biển hết. Trong lúc thời khắc mà người ta đón mùa xuân mới. Cho nên em rất có nhiều là cái kỷ niệm. Tiếp theo mình chia sẻ về cái dự kiện thứ hai, đó chính là hội chợ. Dạ, thì em trước khi em đi đi hát thì em cũng đã từng hát ở hội chợ. Vậy còn dự kiện thứ ba, 27 triệu. Còn dự kiện 27 triệu là cách đây 10 năm trước em cầm chiếc xe máy 20 triệu. Em mua bài hát và quay MV. Đến lúc đó đi hát, khi đó đi hát xong thì không có show gì hết trơn. Cái rồi em không có chuộc được xe lại, em bán luôn 27 triệu. Dạ, để em làm MV em đi hát luôn. Mình đoán trất quất hết món tiền đầu tiên là bị mất. Thiếu chữ bị mất. Các bạn ơi, giờ chúng ta sẽ đến với phần bình chọn dành cho tiếng hát của Lưu Chấn Long. Thời gian để quý vị bình chọn bắt đầu. Quý vị thân mến, thời gian bình chọn dành cho tiếng hát của Lưu Chấn Long đã kết thúc. Bây giờ chúng ta hãy đến với vài phút quảng cáo trước khi chúng ta biết kết quả. Quý vị ơi, Khanh đã quay trở lại rồi và trên tay của Khanh đã có kết quả bình chọn của Lưu Chấn Long. Tất cả mọi người hãy nhìn theo cánh tay của Khanh nhé. Số điểm là... Khoan, thấy gì chưa? Hả? Thấy... Chưa thấy gì cả. 97 điểm. 91 điểm, thưa quý vị. Số điểm rất cao. Số điểm rất cao đó nghe, cao lắm á. Đây là số điểm cao nhất trong ngày hôm nay. Một lần nữa chúc mừng anh Chí Tài đã sở hữu được tiếng hát của Lưu Chấn Long. Và bây giờ chúng ta cùng đến với phiên đấu giá thứ hai. Trước đây chúng ta vừa kết thúc phiên đấu giá thứ nhất. Và bây giờ hãy cùng xem lại kết quả ở thời điểm hiện tại. Anh Chí Tài đang sở hữu giọng hát của Lưu Chấn Long với số tiền đấu giá là 25 triệu 500 nghìn đồng. Và Lưu Chấn Long đang nhận được 91 điểm là lượt bình chọn của khán giả tại trường quay. Và bây giờ chúng ta cùng đến với vị trí tiếp theo. Không biết mọi người chọn số mấy ạ? Nhưng mà bây giờ ai cũng xin vậy, biết chọn ai bây giờ? Số 1 hay số 3 hả? Số 1, đó khán giả chọn một, rồi. Số 1 đúng không ạ? Khán giả chọn. Số 1 hết đúng không ạ? Như vậy chúng ta cùng đến với vị trí số 3. MC này nó kỳ lắm. Bây giờ chúng ta cùng đến với vị trí số 3. Trước mắt chúng ta là một cô gái rất xinh đẹp. Và ba dữ kiện của cô ấy là: thứ nhất, ba miền. Thứ hai, đàn ông. Thứ ba, kẹo. Một chữ mà kết nối ba cái dữ liệu này chỉ có một chữ mê thôi. Mê âm nhạc của ba miền, mê trai và mê kẹo. À, yeah. Ôi ôi. Liên thì đoán cái ba miền đầu tiên thôi thì dạ. Liên nghĩ là bạn này cũng giống Liên, cái điểm ba miền là có thể là ba miền Bắc thì mẹ miền Trung rồi sanh ra ở miền Nam. Thì Liên đoán là bạn này sẽ là... Cái ý đó hợp lý đó chị Liên. Ba của ba miền đây. Tính đàn ông. Ơi. Bởi vì Liên là rất là tính đàn ông đây. Ồ, trời, sao hợp lý quá vậy ta, tính thật đàn ông. Thật sự là Liên nghe bạn này xong là Liên nói ô bạn này sao giống Liên lắm. Tại vì cũng là người con ba miền nè. Cái tính là rất là
đàn ông coi như là Liên làm mạng là dương nữ mà, cho nên rất là đàn ông. Còn cái cuối cùng là kẹo là chắc giống Vũ đi, thích ăn kẹo. Cái bạn này là hát được ba miền, bạn này tính rất là đàn ông đâu ra đó. Còn kẹo thì chắc chắn là bạn này rất chi cớp, tiết kiệm, không thích xài. Anh ơi, anh cứ nói thẳng nè, bây giờ nó có một cái từ để mà diễn tả hay hơn nữa là rất là chí tài. Em không dám xúc phạm anh nha, em không dám xúc phạm anh. Anh tìm cái chữ đó ở dưới từ điển là sẽ có hình chí tài vô đó mà. Không, anh nghĩ bây giờ đấu giá được rồi đấy, là được bàn sâu thêm nữa à. Ra, ra, ra đi. Chúng ta đến với phiên đấu giá thứ hai. Thưa quý vị, phiên đấu giá thứ hai, thời gian chỉ còn có 60 giây và giá trị tiền khởi điểm lại tăng lên, lúc này là 1 triệu đồng. Mỗi lần gia tăng chúng ta được phép tăng thêm 1 triệu. Và bây giờ, tất cả đã sẵn sàng. Phiên đấu giá thứ hai. Thời gian bắt đầu. 1 2 Chị Ngọc Liên 2 triệu. 3 Chị Hồng Vân 3 triệu. 4 triệu. Anh Vũ 4 triệu. 5 Chị Ngọc Liên 5 triệu. 6 Anh Long 6 triệu. 7 Chị Hồng Vân 7 triệu. Có tiền rồi. 8 Chị Ngọc Liên 8 triệu. Rất đúng luật. Chết tục quý vị ơi. Anh 10 triệu. Triệu. Anh Vũ 10 triệu. Lên nữa đi. 11 12 Chị Hồng Vân 12 rồi. 13 Anh Long 13. Mọi người đấu giá rất là gãy gọn ha. Sống sớm lên đi ạ. 14 Chị Ngọc Liên 14. 15 Anh Long 15. 16 triệu. Anh Dương Triệu Vũ 16 triệu. 17 18 triệu. Anh Vũ 18 triệu. 19 20 Chị Ngọc Liên 20. 21 triệu. Anh Vũ 21. 22 Anh Long 22. Anh Tài 3. Chị Ngọc Liên 23. Nếu như anh không vào là công không ạ. 24 Anh Long 24. 25 Chị Ngọc Liên 25. 26 Chị Ngọc Liên 26. 27 Chị Ngọc Liên 27. 28 28 29 30 triệu. Chốt thưa quý vị. Theo như ánh nhìn của các anh, người chính xác đưa ra 30 triệu hợp lệ nhất là anh Kim Tử Long. Rất là vui, Long lại đấu giá và chiếm lĩnh giọng hát bằng số 3. Và bây giờ thì chắc là có lẽ là những gì mà Dương Triệu Vũ nói với Long không thành sự thật rồi. Phiên đấu giá thứ hai đã kết thúc. Người chiến thắng là anh Kim Tử Long, anh đã sở hữu được giọng hát của người chơi vị trí số 3. Ngay bây giờ chúng ta hãy nghe cô ấy hát nhé. Cái này không phải là anh bỏ tiền ra mà em trả lại. Cho an ủi đi, cho đi an ủi đi anh. Trời ơi, anh Long, anh dành lại gì làm đi. Anh Long làm đi anh Long. Anh Tài bị vô lý rồi đó. Anh không có bảo vệ để có em bảo vệ. Anh Tài còn có 5 triệu thì cứ ngồi yên. Đứng yên. Music please.
giờ sao? Giờ em như thế nào? Đừng cố va vào nhau nỗi đau ngày nào. Đừng trách em vì sao lặng im trong nỗi sâu. Mình có vui gì đâu nếu ta không. Đừng hỏi em, một sáng tác của ca sĩ Mỹ Tâm qua tiếng hát của Di Trần. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu về ba dữ kiện của Di Trần nhé. Đầu tiên đó chính là ba miền. Lời nói đầu tiên thì cho em xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay, cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ và tất cả các anh chị. Em tên thật là Nhật Hạ và nghệ danh của em là Chi Trần. Cái dữ kiện đầu tiên đó là ba miền á. Ở đây là cũng có một phần đúng là giống như mà chị Liên nói. Ba em á là nguyên quán là Thừa Thiên Huế, mẹ em là nguyên quán là Thái Bình, đẻ em ra ở Quảng Bình. Năm lớp 3 thì em vô Đồng Nai, lớp 12 thì em ra Bình Thuận, sinh viên năm nhất em ở quận 9, hiện tại em ở Gò Vấp. Trời đất ơi. Thấy chưa, ba miền. Thay đổi không phải ba miền mà bốn năm miền luôn ấy. Và cái thứ hai nữa đó là chắc có lẽ là vì do là em được chắp ghép từ nhiều nơi cho nên là em hát được đa thể loại, gọi như là đụng vậy đó, đụng cái gì thì em hát cái đó. Em có thể hát được dân ca Bắc Trung Bộ nè, rồi miền Trung và dân ca Nam Bộ. Vậy bây giờ Di Trần hát thử một vài câu cho mọi người thưởng thức nha. Non nước hữu tình ba miền xinh đẹp quá, từ những câu hò ý nhạc thành bài ca. Ngày vui em đến thăm Hà Nội, gió chiều Hồ Gươm vắng bóng thời xưa. Huế. Đến Huế rồi thương dòng sông Hương, đường qua Ví Dạ chờ đóng ba ngư bình, thăm lăng di tích thăm Thiên Mụ, tổng thể chăm vai nghiêng nón qua Trang Tiền. Wow. Vô Sài Gòn, vô Sài Gòn. Vô Sài Gòn rồi đó. Về Sài Gòn nghe, về Sài Gòn, ai Sài Gòn điểm nhanh nào. Về Sài Gòn đọc qua lịch sử, từ lúc khai hoang xuống miền lục tính xưa, cho hôm nay tương lai thêm sáng ngời, làm khát buông phương đến rồi không nỡ đi. Tiếp theo dữ kiện thứ hai, đàn ông. Cái giọng của em á là nó là giọng trầm, giọng trầm, cho nên là có nhiều bạn hiểu lầm là em chuyển giới hả? Em nói là không có, cái này là cái bẩm sinh, cái trái cổ là bẩm sinh chứ không phải là em chuyển giới. Và một cái thứ hai nữa là trong nhà em á,
em là con cả, không có con trai, cho nên là giống như mình là trụ cột của gia đình vậy. Vừa là lao động chính nhưng mà cũng là tất cả mọi thứ trong nhà đa số đều là toàn em tự mày mò, em tự chế, tự làm. Anh nói thật nha, khi nghe em hát đó, vừa cất lên câu đầu, giọng em rất là liêu trai, nghe mà người ta cảm giác như là người ta được ru hồn vào cái lời ca của em vậy. Giống như là chị Thanh Hà vậy đó, chỉ có cái giọng như vậy đó mà em bữa nay em làm cho anh nổi dây gà khi em cất lên câu đầu tiên. Theo ý của anh Kim Tử Long, Khanh hiểu đó là cái độ dày và độ ấm, dày độ ấm đó. Và dự kiện cuối cùng, kẹo. Kẹo ở đây đó là có một cái kỷ niệm gắn bó với em, đó là em đã có 2 năm em đi bán kẹo kéo. Trong cái lúc mà thời gian em là sinh viên thì mấy bạn mới nói là hát cũng được đó, nhưng mà lúc đó em là sinh viên thì chưa biết làm cái gì hết, cho nên là em mới đi hát bán kẹo kéo và có bánh bông. Hồi đó ở trên mạng có một thời nổi lên với cái danh xưng hot girl kẹo kéo với hot girl bánh bông. Trời ơi, em ra đường em ngại gần chết, vì mình đâu có được như vậy đâu mà người ta cứ phong lên như vậy. Đó là có 2 năm em đi bán kẹo, cho nên là nó là một cái kỷ niệm rất là gắn bó với em. Trời ơi, nãy giờ nghe ba dữ kiện của Chi Trần, công nhận là phải thú vị thật, quá thú vị luôn á, dễ thương nữa. Bây giờ quý vị khán giả ơi, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bình chọn thật cao cho tiếng hát của Chi Trần nhé. 1, 2, 3 bắt đầu. Thưa quý vị, thời gian bình chọn đã kết thúc. Ngay bây giờ Khanh mời quý vị chúng ta cùng đến với vài phút quảng cáo trước khi chúng ta biết kết quả. Quý vị đang quay trở lại với sàn chiến giọng hát. Trên tay của Khanh đã có kết quả bình chọn cho tiếng hát của Chi Trần. Ở phiên đấu giá thứ hai, chúng ta sẽ có một quyền trả hay không trả đối với các nhà đấu giá. Bây giờ Khanh muốn biết quyết định của anh Kim Tử Long với tiếng hát của Chi Trần, anh sẽ trả hay không trả? Nếu như anh tự tin, anh sẽ không trả. 91 điểm là chưa phải là cao. Dạ, 91 điểm của Lưu Chấn Long vẫn chưa phải là cao, đó là quan điểm của anh Kim Tử Long. Không có gì quan trọng cả. Vậy thì quyết định của anh là... không trả. Không trả. Rất nhanh gọn lẹ thưa quý vị. Như vậy thì bây giờ chúng ta cùng đến với quyết định của anh Chí Tài. Anh sẽ trả hay không trả? Anh Chí Tài đã dùng 25.500.000 đồng để đấu giá sở hữu giọng hát của Lưu Chấn Long. Nếu như số điểm trong đây cao hơn 91 điểm, đồng nghĩa với việc Lưu Chấn Long phải chia tay với sàn chiến giọng hát và anh Chí Tài chỉ còn 4.500.000 đồng mà thôi. Nhưng ngược lại, anh trả lại, anh sẽ có 30 triệu như lúc đầu tiên. Và xét về cái hoàn cảnh mà trôi nổi đó, từ lúc mà mình chưa có gì tới bây giờ, thì tôi thấy hai người đều có những cái khó khăn. Như vậy thì quyết định của anh là? Lý trí hay con tim thôi? Tôi quyết định. Không trả. Không trả. Bây giờ hai nhà đấu giá đã quyết định rồi, đến lượt Khanh. Khanh sẽ mở phong bì. Kết quả như thế nào nếu như có số điểm quý vị cũng biết rồi đấy ạ. Sẽ là thấp hơn 91 hoặc cao hơn. Số điểm là 90. Anh đã bảo toàn được giọng hát mà anh đã sở hữu. Và chúng ta phải rất là tiếc chia tay với Lưu Chấn Long tại đây. Và chúng ta sẽ còn gặp lại Lưu Chấn Long ở cuối chương trình. Nhưng mà cũng phải chia buồn với lại anh Tài, anh đã mất đi 25.500.000 đồng. Anh chỉ còn 4.500.000 đồng để đến với hai phiên đấu giá còn lại mà thôi. Và quý vị ơi, chúng ta cùng đến với phiên đấu giá thứ ba. Chào mừng quý vị quay trở lại với sàn chiến giọng hát. Và bây giờ chúng ta cùng xem lại kết quả ở thời điểm hiện tại. Anh Chí Tài vừa mất đi giọng hát mà mình đã sở hữu. Số tiền còn lại anh có trong túi tiền của mình đó chính là 4.500.000 đồng.
anh Kim Tử Long đã sở hữu được giọng hát của Di Trần với số tiền đấu giá là 30 triệu đồng. Di Trần đang nhận được 93 điểm là lượt bình chọn của khán giả tại trường quay. Ở thời điểm hiện tại, anh Kim Tử Long không có tiền để đến với hai phiên đấu giá còn lại. Và chị Ngọc Liên, anh Dương Trường Vũ cũng như là chị Hồng Vân, mỗi người vẫn còn nguyên 30 triệu. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phiên đấu giá thứ ba. Khanh xin mời các nhà đấu giá chúng ta tiếp tục lựa chọn vị trí. Hồi giờ cũng vậy à, nói gì cũng vậy à. Khánh xin mời các nhà đấu giá tiếp tục lựa chọn vị trí. Không ai chọn hết, mình chọn luôn vị trí số 2. Một chàng trai như Khánh đoán lúc đầu tiên là một người thợ săn ảnh, một bộ trang phục rất là cá tính. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe ba dữ kiện của anh ấy nhé. Đầu tiên, kim chỉ. Thứ hai, cơ nhở. Và thứ ba, 12. 12 đây là số 12 đấy ạ. Từ nhỏ anh đã có một cái cuộc sống rất là cơ nhỡ khó khăn. 12 tuổi đã phải ra sống một mình bươn chải với đời. Và cái nghề để giúp anh bươn chải với đời chính là cái nghề kim chỉ. Nghề may vá đúng không ạ? May vá. Em phải dính với ca hát chứ. Thì vừa may vừa hát. Cơ nhỡ thì cũng chưa chắc là cơ nhỡ, mà có thể là bạn rất là thương những cái trẻ em cơ nhỡ, ví dụ vậy. Bạn đã có một những cái lúc mà bạn dành cái làm tình nguyện á, tình nguyện đi tức làm, tức là cái kiểu giúp, mà làm giúp những trẻ em cơ nhỡ. Dạ, dạ. Và trong cái giúp đó nó mang yếu tố vừa có vật chất vừa có tinh thần. Tinh thần ở đây là bạn hát cho các em nghe, bạn là giống như leader của các em vậy đó. Dùng cái tiếng hát của mình để mà xoa dịu những cái thiếu thốn cho các em. Đó là tôi tưởng tượng vậy đó. Còn cái số 12? Số 12 thì nó sẽ gắn với lại là cái tuổi của bạn đó. 12 tuổi bạn có một cái sự cố gì đó ấn tượng nhớ đời. Đó, đó, đó một cái gì đó kiểu, nó kiểu liên vậy. Quan đến, dạ, cái con số tuổi 12 của bạn. Đó là những kim đánh chỉ, giá của chị Hồng Vân về ba dữ kiện đó. Đó, còn kim chỉ nó liên quan tới cái cơ nhỡ luôn đó. Bạn giống như người cha của các em cơ nhỡ vậy đó. Bạn có thể sử dụng có thể là dùng kim may áo, may này kia cái nọ. Nói chung là như người cha của những các em cơ nhỡ. Bạn này cũng xuất thân cũng cơ nhỡ, đồng cảm cho nên là hãy đi giúp và làm những cái tự nguyện cho trẻ em cơ nhỡ đó. Và có thể là lớp 12 là bạn đã nghỉ học rồi, bạn tại vì nhiều khi khó khăn bạn đã nghỉ học rồi. Lớp 12 bạn đã học nghỉ học rồi và bạn bắt đầu bạn may vá, bạn kiếm học nghề đó, bạn học nghề làm thiết kế chẳng hạn. Bạn này là 12 tuổi là đã biết hát rồi, hát rất hay. Đến lớn lên bạn ấy không có điều kiện để đi hát sân khấu chuyên nghiệp mà bạn ấy chuyển qua làm thợ may. Và một thời gian đi may, các bạn có thấy trên người có treo một cái máy chụp hình trên người ảnh, và ảnh đã chuyển qua ảnh chụp hình những mảnh đời cơ nhỡ. Dạ, đó là ý kiến của anh Long. Như vậy thôi, chúng ta đấu giá nha quý vị. Chúng ta cùng đến với phiên đấu giá thứ ba. Thời gian chỉ còn có 30 giây, rất là ngắn. Giá trị khởi điểm lúc này là 2 triệu đồng. Mỗi lần gia tăng chúng ta chỉ được phép tăng 2 triệu. Và bây giờ tất cả đã sẵn sàng. Phiên đấu giá thứ 3. Anh bổ 2 triệu. 4 triệu. Chị Ngọc Liên 4 triệu, tài 6 triệu. Chị Ngọc Liên 6 triệu đồng. 8. Chị Ngọc Liên 8 triệu. 10 triệu. Anh bổ 10 triệu. 12. 12, anh bổ 14, 16, 18, 20, 22, anh Kim Tử Long, Hào Quân, hết tiền rồi mà. 24, 26, 28, 28, quý vị ơi, Dương Triệu Vũ, quý đấu gia thứ 3, người chiến thắng là anh Dương Triệu Vũ với số tiền 30 triệu đồng. Thắng được bạn số 2 thì Vũ rất là vui, nhưng mà thiệt sự là lúc đó Vũ cũng không để ý nữa. Lúc đó mình chỉ cố gắng mình hùa theo. Thiệt sự là Vũ cũng muốn cho bạn Liên thắng, là tại thế Liên cũng đấu giá quyết liệt lắm. Nói chung là cũng hơi ngại nhưng mà cũng thấy vui. Có hơi tiếc nuối bởi vì đã dục mất một cái anh chàng. Liên cảm thấy là anh đó là một hát cái sở hữu giọng hát rất là hay đó. Thì thôi chúc mừng cho Dương Triệu Vũ vậy. Yeah. Chúc mừng anh Vũ. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe giọng hát của người chơi vị trí số 2. Xin mời bạn. Yeah.
chiều còn vương nắng để gió đi tìm vết bước chân em qua bao nhiêu lần, lời ru đan ngón tay buồn ngàn năm cho giá băng hồn tôi gầy nồng lên màu mắt. Chiều còn mây tím để lá mơ nhiều, lá khóc chuyên đi cho môi ôm sâu. Chiều lên đỉnh núi ngang đầu, nhạc thư cho gót dân giàu dần hơn xin ngọc lối đi. Đàn dâng tiếng phong kín tôi buồn, đường hoang vắng cho lá về nguồn, người tìm đến xin gửi nỗi hờn. Từ khi gió mang dấu đìa đàng, đường lên đá che vết nồng nàng, người còn nhớ mãi hay quên lời. Và người tìm đến dòng hát mơ hồ, dấu vết năm xưa đầy mưa đông thờ. Hàng cây mơ bóng bên đường gọi người khi nắng phai tàn, gọi tình yêu vào lãng quên. Hỏi đã xanh rêu bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời, hỏi những đêm thâu đèn vàn héo hắt, ái ẩn bây giờ là nước mắt, cuối hồn một thoáng nhớ mong manh. Thời ấy tôi như con chim lạc đàn, soi cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mơ sao trời đường bão tố, để yêu thương càng nhiều gắng bó, tháng ngày là men say nguồn thơ. Cho đời chắc chiều kỷ niệm dĩ vãng, em nhớ gì không em ơi, màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào, chìm khuất trong mưa mưa bay rạc rào. Đọc lá thư xưa một trời liên tiếp, nhớ môi em và màu mắt biết, suối hẹn hò trắng xanh đầu non. Đọc lá thư xưa một trời liên tiếp, nhớ môi em và màu mắt biết, suối hẹn hò trắng xanh đầu. Vừa được thưởng thức một liên khúc gồm hai bài hát Dấu Tình Sầu và Lệ Đá của các tác giả Ngô Thụy Miên, Trần Trịnh và Hà Huyền Chi qua tiếng hát của Bảo Toàn. Nói về giọng hát thì mình miễn bàn đi, nghe là đã biết hay rồi và rất là trầm và dày.
bạn đã nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả, cũng như là những cái cơn nổi da gà của những vị mà đấu giá ngồi đây, là tại vì lâu lắm rồi mới nghe lại giọng nam, một cái giọng nam mà thật sự nó trầm và nó dày, mà dày, nó mà dày cui luôn, nó bass đến như vậy. Nói chung là thì ra hồi nãy lúc mà Vũ nghe đoạn đầu tiên cái bài hát đó, Vũ nói có một giọng nam rất kinh khủng, thì ra là bạn. Và chúc mừng anh Vũ đã sở hữu được giọng hát đó. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với ba dự kiện của Bảo Toàn. Đầu tiên, kim chỉ. Xin kính chào ban đấu giá. Hồi xưa thì cũng rất là khó khăn, làm đủ nhiều nghề hết. Nhưng cái cơ duyên đưa cho Bảo Toàn đến cái nghề may mặc, và cũng được may mắn làm được ông chủ nho nhỏ trong cơ sở may mặc. Một ông chủ may mặc nho nhỏ, có vẻ như là cũng rất khiêm tốn đây. Dự kiện thứ hai, cơ nhở. Bảo Toàn là hồi nhỏ cũng đã không trọn vẹn trong hoàn cảnh, không quen cha mẹ, nên sống bà ngoại, và nhà Bảo Toàn thì sát nhà thờ. Trong nhà thờ đó thì có một cái làng trẻ, các bà sơ nuôi á. Thì Bảo Toàn phụ bà sơ nuôi trẻ cơ nhở. Đúng rồi. Một hành động rất ý nghĩa thưa quý vị. Như vậy thì cái dự kiện thứ ba có liên quan gì nữa không nè? Số 12. Là 12 năm Bảo Toàn theo đuổi nghề ca hát và hát ở các phòng trà Sài Gòn. Và sẽ còn hơn thế nữa, đúng không? Đó là ba dự kiện của Bảo Toàn. Bây giờ, thời gian bình chọn của quý vị khán giả dành cho tiếng hát của Bảo Toàn bắt đầu. Thưa quý vị, thời gian bình chọn đã kết thúc. Hãy cùng Khanh đến với vài phút quảng cáo trước khi chúng ta biết kết quả. Chào mừng quý vị quay trở lại với sàn chiến giọng hát. Trên tay của Khanh đã có kết quả bình chọn dành cho tiếng hát của Bảo Toàn. Và ở phiên đấu giá thứ 3, chúng ta vẫn có quyền trả hay không trả đối với các nhà đấu giá. Bây giờ Khanh muốn biết quyết định của anh Dương Triều Vũ. Thiệt sự là cái cô gái đứng ở đây kia cũng là một người rất đáng gờm, và Vũ có rất nhiều tình cảm dành cho em. Từ nghe câu chuyện em bán kẹo kéo để mà... Nói chung là em là một cô gái rất dễ thương. Rồi anh cũng có một cái câu chuyện rất là kiên cường và đầy nhân văn, và anh cũng có một trái tim rất là biết thương người khác và biết lo lắng cho những người khác, cho nên em cũng rất là yêu cái cuộc sống của anh. Như vậy thì quyết định của anh Vũ là trả hay không trả nè. Không trả. Quyết định của Dương Triệu Vũ là không trả. Và bây giờ chúng ta đến với quyết định của anh Kim Tử Long. Anh sẽ trả hay không trả? Đối với tôi thì đến giờ phút này tôi không còn làm việc theo cảm tính nữa, mà tôi sẽ làm việc theo cách riêng của tôi. Quyết định của anh Kim Tử Long là... No return. Không trả. Cảm ơn Kim Tử Long rất nhiều. Bây giờ Khanh sẽ mở phong bì. Số điểm là 90. Một điểm thưa quý vị. 91 điểm. Như vậy Bảo Toàn phải chia tay với sàn chiến giọng hát tại đây. Rất tiếc anh Dương Triều Vũ vừa mất đi 30 triệu đồng. Và chúc mừng cho Di Trần tiếp tục với sàn chiến giọng hát, cũng như là anh Kim Tử Long vẫn bảo toàn được giọng hát mà mình sở hữu. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phiên đấu giá cuối cùng. Chúc
chúng ta cùng đến với vị trí số 1. Thưa quý vị, ba dữ kiện của cô gái này là: thứ nhất, nội trú; thứ hai, chung kết; thứ ba, cao lan. Gì? Cao lan. Lan. Cao lan. Hình như là tên của cậu. Ví dụ như nội trú. Hoặc là nickname á em. Tại vì cái này nó mang mát một cái gì đó miền sơn cước á em. Dạ. Nó gắn với cái chữ nội trú. Đúng không? Là cô ở nội trú. Ở miền xa. Cô xong xa, cô xong tới, cô về. Vào Sài Gòn để học. Học thì phải nội trú trong và, trường học. Đúng rồi. Và thi một cái cuộc thi gì đó mà vô tới chung kết. Trời ơi, chị em đồng lòng, tự nhiên phán đoán thuyết phục ghê. Chị Vân nói rồi, nếu mà chị Vân chọn được, Liên không chọn, chút chị xuống chị mua nước của chị Lê Giang cho Liên uống. À, hợp lý. Cũng lợi mà. Còn nếu mà chị mà được thì là sao mua bánh của mua bánh của Kim Long cho chị ăn. Tội lắm, mang cả bụi miệng vô trong đây bán già quá, tội lắm. Khi mà mê cái chữ cao lan á, tôi tưởng tượng cô gái này như là một cái hoa lan vậy đó. Dạ. Nó tinh khiết và nó rất là trong trẻo và rất là đẹp. Thanh cao, tức là hoa lan thanh cao. Một cái hoa lan rất là thanh cao. Dạ rồi. Cao lan dễ thôi. Gia đình của bé này họ cao rồi. Tên lan. Làm cao để bán. À cao ăn. Còn đâu ra chữ lan. Cao nó có tên hiệu là cao lan. Bán một cái loại gì đó, trà cao lan hay là dầu cao lan hay là có nước cao lan, là tên hay là sản phẩm cao lan, mỹ phẩm cũng có thể là vậy. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu đấu giá nha quý vị. Ừ, đấu giá đi. Phiên đấu giá thứ tư, chúng ta chỉ còn 15 giây và số tiền khởi điểm là 3 triệu đồng. Mỗi lần gia tăng, chúng ta chỉ được tăng thêm 3 triệu thôi. Tất cả sẵn sàng. 15 giây. Chín triệu. 12 triệu. Giao bông 12. 15. 18. 21. 21. 24. 24. 27. 28. Vô. Trời ơi. Quý vị ơi, phiên đấu giá thứ tư đã kết thúc. Người chiến thắng là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. 30 triệu đồng. Từ đâu là tôi đã gọi là nó bị hút hồn vô cái bé đó rồi. Thì tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ sở hữu được cô bé đó. Thực sự nếu mà cô bé đó là cái người mà được chọn đấu giá đầu tiên, chắc tôi không giành nổi rồi đó. Nhưng mà đúng là ý trời. Cho nên là cái con số 30 là con số cuối cùng tôi đặt ra, thì vừa lúc là ngán nên là hết giờ. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức tiếng hát của người chơi vị trí số 1. Trong xanh dòng suối rơm rìu sắc màu chợ phiên, ngọt ngào cánh liễm hai đào xuân chung chim anh say ngập ngừng sang răng lối phố xôn xang nhịp phơi. Chờ hẹn gặp ai mà sao vui thế, tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay, xa bờ chiều nghiêng huyền thoại mặt trời mọc lên từ má em phố nhỏ hiện lên từ trong mây ơi xa bờ nơi gấp gỡ đêm trời bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái đắm say
lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây, ông xa bờ nơi ngân cư đêm trời. Bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái, đắm say phiên chợ anh về cùng em. Xa bờ chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên vừa thưởng thức một bài hát Sa Pa nơi gặp gỡ đất trời, một sáng tác của nhạc sĩ Phùng Chiến với tiếng hát của Nông Sim. Vậy là Cao Lan có liên quan rồi đó. Vậy là người dân tộc. Đẹp cả thanh cả sắc luôn đó. Ờ, cả thanh cả sắc. Cái giọng em nó trong trẻo và nó đẹp y chang như em vậy đó. Ờ, chị còn ganh tị với em. Bởi vì em vừa xinh vừa đẹp mà thùy mỹ. Cái nét mà nét nhân hậu phúc hậu khi mà hát khen ra đó mà khen quá trời mà khen tại vì em không có được em mới tức. Để đàn ông người ta khen, trời ơi, phụ nữ mà khen phụ nữ em kỳ lắm. Em nói với anh là hôm nay là em bị lệch lạc về giới tính rồi. Trời ơi, em nè, nghe anh khen em nè, em có một cái nét đẹp thiên thần, một đôi môi cười giết người và một đôi mắt hốt hồn người ta, trắng như bông bưởi. Em làm cho anh Chí Tài từ nãy giờ đứng lên quên cả tên ảnh là Chí Tài. Anh cứ tưởng anh là Quan Tài không đó. Nè, tại vì xem em xong rồi anh chết nửa thương đau rồi, nửa hồn thương đau rồi em ơi. Thôi bây giờ em cho anh biết ba cái dự kiện đi để anh thắc mắc quá luôn. Anh thắc mắc quá rồi, anh dạ, chịu hết nổi. Và bây giờ chúng ta ngay lập tức đến với ba dự kiện của Kim Nông. Lời đầu tiên thì cho phép em xin được gửi lời chào tới năm vị đấu giá cũng như tất cả các quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Trời đất ơi, giống nhẹ. Thì em xin phép được giải thích cái từ Cao Lan trước đi ạ. Chắc chắn là từ Cao Lan này rất là đặc biệt với Sim Nông đây. Như chúng ta đã biết thì đất nước Việt Nam thì có tất cả 54 dân tộc anh em. Và Cao Lan của em thì là một trong số ít những dân tộc trong số 54 dân tộc đó. Và là em tên là Nông Sim và em là người dân tộc Cao Lan. Người dân tộc Cao Lan là gần với lại cái dân tộc Cao Bằng đó em. Dạ. Đúng rồi ạ. Dạ, đấy, là đúng em ở Thái Nguyên, giáp Cao Bằng luôn ạ. Đúng. Và dân tộc Cao Lan của em thì rất là ít người và chủ yếu đang sống ở miền Tây Bắc. Nhưng mà anh muốn hỏi em là theo em sức kem gì mà em trắng thế? Trắng này là do bẩm sinh à? Không bẩm chắc sinh là tại vì uống nước chảy từ trên vách núi xuống. Ồ, cho nên là da của em mới trắng như vậy. Quá. Như vậy thì bây giờ Nông Sim sẽ tiếp tục với cái dự kiện thứ hai, chung kết. Dạ, chung kết thì là năm 2019 thì rất là may mắn cho em khi mà lần đầu tiên em đăng ký tham gia một cuộc thi hát, đó là Sao Mai Điểm Hẹn, và em đã lọt vào top 3 của dòng nhạc thính phòng khu vực phía Nam ạ. À, và bây giờ là dự kiện cuối cùng, nội chú. Dạ, ở ngoài quê em á, thì có cái trường nội trú dành cho con em dân tộc toàn tỉnh của em ấy, thì mỗi một năm là thi vào cái trường đó là khoảng 300-400 người, nhưng mà chỉ lấy chỉ tiêu vào khoảng độ 100 người thì là em đã rất may mắn khi mà em đã thi đỗ vào ngôi trường đó và em đã bắt đầu học ở đó từ năm lớp 6 cho đến lớp 12 và được nuôi ăn nuôi ở trong trường. Con gái Thái Nguyên cũng rất là đẹp. Em nói anh biết là trắng nha, trắng và mặt thường là tròn và phúc hậu như thế này. Bởi vì quê ngoại em là Thái Nguyên. Mẹ em là người Thái Nguyên. Nhưng mà tại sao mặt em tròn quay vậy? Thì đó em cũng, em hồi xưa em cũng ôm ôm xíu xưa bây giờ đẹp. Không, tại vì là mấy dì mấy cô của em cũng đẹp cái nét của bé này nè. Bởi nay em nói em nhìn em cứ nhớ con em là vậy nha. Một cái đẹp bí mật lắm nè. Đây là phần số
em đã về với chị Hồng Vân, em Thái Nguyên và chị cũng là quê Thái Nguyên. Còn là giọng hát của Duy Trần là ở Thái Bình, thì anh cũng là người Thái Bình luôn. Quả là đúng là cái này là trời vô tình mà vô tình. Em ơi, hồi nãy em nói là em có thi cuộc Sao Mai Điểm Hẹn và em top 3. Được vào top 3 mà em hát nhạc thính phòng. Dạ. Anh rất mong muốn được nghe em hát thử một đoạn. Em xin phép được hát một làn điệu giao duyên của dân tộc em trước được không ạ? Được. Dạ vâng ạ. Em xin phép được gửi tới tất cả các anh các chị cùng quý vị khán giả một trích đoạn ngắn có tên là Pịt Lằn. Dịch ra lời Việt có nghĩa là lời nhắn nhủ. Tì nõng ơi, cầm cá cầm sương điếp trăng lắm nơ cầm chư. Nàng bấy thân mỏi tí có bầu à luôn. Tính á tính á nón tê lê tam xin kỷ niên nâu lê vàm nón già và lấy bầu kín nê na quay lại ca kinh xây nàng à. Tình po tình mẹ hát đấy kinh đã đã bú đã xa năm đại hứa 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 xuân mà đông phong béo bà lắng kinh nùng đỏ khóc mỏi thì đập xuân đề mà hát này cái ta mì lẹo quật quèo cái ta mì lận nặng kinh cò bê sung to leo co leo hát này cái ta mì lận quật quèo cái ta mì lẹo nặng kinh cò bê sung to leo co leo. Vậy bây giờ thêm một câu hát thính phòng nha. Em xin phép được gửi tới các anh các chị cùng quý vị khán giả một bài hát của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, Cô Gái Vót Trông ạ. Bạn này yêu quê hương lắm, cái gì cũng dòng về quê hương thôi. Ai nhanh tay vút bằng tay em chim hót không hay bằng tiếng hát em chim hót không hay bằng tiếng hát khủng, phải gọi là chị phải gọi em là kinh khủng, quá tuyệt vời. Chị Vân chúc mừng chị. Quý vị ơi, bây giờ là thời gian để chúng ta bình chọn cho tiếng hát của Nốt Sim. Xin mời. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Trước khi chúng ta biết kết quả, quý vị hãy cùng Bạch Công Khanh giải lao trong ít phút. Chào mừng quý vị quay trở lại với sàn chiến giọng hát đêm nay. Trên tay của Khanh đã có kết quả bình chọn của quý vị khán giả dành cho Nông Sim. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở phong bì này ra, bởi vì đây là phiên đấu giá cuối cùng, cho nên chúng ta sẽ không còn quyền trả hay không trả nữa. Khanh xin nhắc lại kết quả ở thời điểm hiện tại. Anh Chi Tử Long đang sở hữu giọng hát của Di Trần với số lượt bình chọn của khán giả là 93 điểm và anh đang dùng số tiền của mình là 30 triệu đồng để đấu giá sở hữu giọng hát này. Chị Hồng Vân đang sở hữu giọng hát của Nông Sim cũng với 30 triệu đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem số điểm của Nông Sim là bao nhiêu đây. Ngày tháng trôi qua thật mau, giờ chúng ta cùng xa nhau. Em vẫn không thể tin lúc
ai sẽ là người chiến thắng trong đêm nay? Và số điểm là 90. Sắp điểm cho quý vị. Chúc mừng cho Nông Sim, bạn là người chiến thắng của sàn diễn giọng hát tập này với 95 điểm và bạn đã mang về cho mình 30 triệu đồng. Chị Trần, đừng có buồn nha, số điểm cách nhau có chút xíu thôi. Nhưng mà không sao, bạn rất đẹp, hát rất hay. Giọng nói của bạn vô cùng lưu loát, câu chuyện của bạn rất thú vị, lôi cuốn Khanh từ đầu đến cuối mỗi lần mà bạn nói. Và tất cả chúng tôi ở đây đều nhớ bạn một tiếng hát vô cùng tuyệt vời. Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến với sàn diễn giọng hát. Chị Trần có chia sẻ gì không? Em xin được cảm ơn những lời có cánh của anh vừa dành cho em. Không hề có cánh, đó là sự thật. Dạ, và một lần nữa thì em cũng xin được cảm ơn ban tổ chức cũng như là tất cả quý vị khán giả đã cho em một cái cơ hội để được đứng ở đây và giao lưu với tất cả quý vị. Thực sự là Nông Sim hát ca khúc vừa rồi rất là hay. Em đứng ở trên mà em nổi hết da gà da ốc. Em đứng em vỗ tay, em còn kêu các bạn là vỗ tay lớn lên nữa mà. Rất xứng đáng. Dạ. Cảm ơn Si Trần rất nhiều. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe cảm xúc của Nông Sim. Thật sự là bây giờ em run quá rồi. Lần đầu tiên mà em thắng một cuộc thi, em chỉ biết gửi lời cảm ơn tới các anh chị đấu giá, nhất là cô Hồng Vân ạ. Và một lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả quý vị khán giả có mặt ngày hôm nay ở đây đã bình chọn cho em. Và hy vọng là với tất cả những cái gì mà Sim vừa trình bày ở trên sân khấu thì không làm các anh, các chị đấu giá và tất cả quý vị khán giả thất vọng. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn ạ. Cảm ơn ông Sim rất nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp lại bốn giọng hát trong ngày hôm nay. Họ sẽ cùng quay trở lại sân khấu để thể hiện cho chúng ta một ca khúc. Xin mời các bạn. Nhớ khi xưa còn thơ, tuy thường thầm nhìn nhau cứ lặng câm. Chuyện tình yêu ban đầu ai may mắn chung nhịp cầu, nàng đội hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt bên bờ sông. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Khi đêm sang đom đóm đông đưa, giờ nàng đã ngủ chưa? Đi lang thang khuya lắng khuya lờ, đèn nhà ai tắt sớm? Chung nhịp cầu, nàng đội hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt bên bờ sông. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Quý vị thân mến, ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình sàn diễn giọng hát tối nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau. Chương trình sàn diễn giọng hát do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega GS thực hiện, được phát sóng vào lúc 21:15 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.